quay đi. Đúng là như của bò các bạn nhỉ. Thôi. Các bạn còn nhớ đây là ai không? Cô dâu Mai. À nhầm. Không phải cô dâu. Cựu cô dâu. Cảm giác nghĩ lấy chồng được tầm 1 tháng. Lấy chồng 1 tháng rồi nhỉ? 1 tháng chưa? Em được 1 tháng rồi. Thấy như nào? Em thấy cũng như bình thường. Như bình thường chưa lấy chồng à? Đúng rồi. Anh tưởng là mùa đông này ấm hơn chứ. Hả? Vẫn thế. Vẫn thế á? Xin chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với Giáng Á Pháo nhé. Mình đang có mặt tại nhà bác Cường các bạn. Hôm nay đám cưới ở trong mình. Trước tiên đám cưới thì sẽ là cái khâu chuẩn bị thực phẩm để ngày mai cỗ các bạn. Mai các bạn có đoán là đám cưới của ai không? Một bạn nữ trong team mình đó. Đây, cái khâu này thì mọi người đang cùng nhau mổ con bò trên này. Hôm nay sẽ mổ 2 con bò các bạn nhé. Mổ 2 con, một con ở đây và một con ở nhà. Một con ở nhà dưới kia nữa cơ. Ở dưới kia thì nhà rất là ồn đấy. Mình đi theo đoàn mọi người lên đây thì xem mọi người mổ bò. Mổ bò 2 con cơ, ở dưới kia một con. Cái cảnh giết mổ thì mình cũng không quay chi tiết đâu. Mình quay qua các bạn. Cái đám cưới này thì diễn ra vào ngày mai. Nên là mọi người sẽ phải chuẩn bị thực phẩm từ bây giờ. Và đám cưới 250 mâm các bạn nhé. Mình sẽ đi xuống dưới kia. Ghi hình chút mọi người xẻ thịt ở đây đã. Rồi sẽ xuống dưới kia xem ở dưới kia mọi người chuẩn bị những cái gì. Ở đây không phải thuê các bạn. Toàn anh em hàng xóm họ hàng về hộ nhau làm thôi. Đó. Đúng là như của bò các bạn nhỉ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13 người mổ một con bò. Ở dưới kia nữa cơ. Thịt bò sẽ được chuyển xuống nhà đám cưới các bạn để tí nữa phay thịt ra và chế biến thành những cái món ăn.
xếp xong hơn 100 cái bàn các bạn. Tầm được 120 cái bàn rồi, còn bên này là 150, còn là tầm 50 cái bàn nữa. Nhưng mà chưa xếp, đang nghỉ ngơi đã. Cũng khá là mệt đấy. Ở trên nhà thì mọi người đang chuẩn bị nấu cơm tối và chuẩn bị đua cả ngày mai nữa cơ. Đây, mình ra đây cho các bạn xem một nhân vật rất là lâu lắm không gặp. Rồi, xin chào. Các bạn còn nhớ đây là ai không? Cô dâu Mai. À nhầm, không phải cô dâu. Cựu cô dâu. Cảm giác nghĩ lấy chồng được tầm một tháng. Lấy chồng một tháng rồi nhỉ? Được tháng chưa? Em được một tháng rồi. Thấy như nào? Em thấy cũng như bình thường. Như bình thường chưa lấy chồng à? Đúng rồi. Anh tưởng là mùa đông này ấm hơn chứ. Hả? Vẫn thế. Vẫn thế á? Anh thấy nào, một mình ấm hơn hay là đám hai mình ấm hơn? Một mình ấm hơn đây ạ. Mình ấm hơn à? Đùa. Ơ, hôm nay không thấy Thương đâu nhỉ? Thương chắc là đang ở dưới nhà. Còn thiếu bạn Thương và bạn Hương nữa các bạn. Hôm nay thì cô dâu sẽ là ngày mai ấy nhỉ? Ngày mai cô dâu sẽ là bạn Hương. Đang lau bàn để ngày mai, tí nữa ăn cỗ đây luôn. Hôm nay sẽ tầm 25 mâm các bạn nhé. Mọi người, anh em hàng xóm láng giềng ấy, người nhà nữa về hộ rất là đông luôn. Có gì chưa Mai? Hả? Anh hỏi tế nhị đi. Em chưa. Có gì chưa? Chưa à? Em chưa. Chưa có hay là chưa muốn? Chưa muốn. Chưa muốn à? Con trẻ mà nhá. Bao giờ giàu đã? Giàu đã. Giờ mà để ra là dắt nhau đi ăn xin ấy. Ăn xin gì, dắt nhau về nhà. Nhà thiếu gì, đầy đủ. Cho về nhà phát quế. Thế mới bảo nhà em nhiều quế lắm. Thì em làm gì có. Nhà bố mẹ, thiếu gì. Đấy là của bố mẹ chứ không phải của mình. Em chỉ lau đến bên này thôi. Còn tí nữa lau tiếp, bây giờ lau để ăn cơm tối này. Cái dạp này thì sẽ chứa tầm 170 mâm, 100 đến 180 mâm các bạn nhá. Thực sự là nhìn xếp cái bàn này đơn giản nhưng mà để nó đều đều thế này này, nó thẳng tắp tắp này, với lại là xếp nữa thì rất là mất nhiều thời gian. Từ trưa đến giờ luôn các bạn. Mình định đi ghi hình mọi người lúc mổ bò, mổ lợn cơ. Nhưng mà mải làm cái này cơ, mải làm cái này quá. Bây giờ cũng chiều rồi, chắc là mọi người cũng mổ hết rồi. Giờ lấy chồng phải béo ra ấy nhỉ? Em bị sụt mất 2 cân. Hả? Sao mặt muôn thế? Cắt tại tóc vì à? Em thả tóc. Thả tóc à? Bình thường em bầu tóc mà à. Tưởng lấy chồng lại béo lên chứ nhỉ? Hóa ra lấy chồng lại gầy đi à? Chắc là chồng bắt hoạt làm việc nhiều quá hay như nào? Không, em không ăn cơm. À. Em đi bán hàng mà. Người về ăn. Ở trên sofa? Trời thì lạnh mà. Gọi đồ ăn ăn mà. Ngày nào cũng gọi đồ ăn ăn. Thế ở với vợ, hai vợ chồng ở với nhau chứ? Ở với nhau nhưng mà quán riêng mà. Ừ. Hai bà chủ các bạn. Toàn bà chủ thôi. Bà chủ gì? Các bạn lên Sapa thì nhớ qua thăm Mai nhé. Mai mọi ở chỗ nào? Ủng hộ mua đồ cho em nhé. Em ở ngay chỗ nhà thờ luôn. À. Mua rượu về làm quà mọi người ạ. Mật khẩu là... Bạn của Mai à? Hay là bạn của anh Đô? Hả? Đọc mật khẩu là gì để con biết được giảm giá ấy? Bạn của Đô. Một cái Sapa thì nhớ qua thăm Mai các bạn nhé. Ở ngay nhà thờ thôi. Mai hiện tại đang bán hàng trên đấy. Có một cửa hàng trên đấy đúng không? Vâng. Bán đồ lưu niệm các bạn. Đồ lưu niệm không, đồ lưu niệm ít lắm. Chuyên về rượu này ạ. Cần rượu à? Vâng. Rượu gì em? Rượu Hoàng Mông. Thật nào nhìn em mọi người ai cũng say đấy. Thật, nhìn Mai anh say. Nhưng mà bây giờ bớt say rồi các bạn. Mình sẽ đi lên trên nhà đây. Không để cho bạn Mai tập trung lau bàn. Lau hết 100 gái này mới ăn cơm nhá. À 180
180 đấy. Chắc là phải gọi thương lên hộ rồi. Thương lên rồi chứ. Hơi mệt đấy. Ui dồi, mặc quần trắng này. Ở trên nhà ông bà thì sẽ đang mổ gà, mổ lợn và mổ bò nhá. Ở dưới này thì có rất là nhiều đống bát đây. Mọi người sẽ phải rửa sạch. Nhiều lắm, 250 mâm mà các bạn. Nên phải rửa rất nhiều. Các cô thì đang chuẩn bị cỗ tối nay cho mọi người ấy. Mọi người đang bảo là cái này để bữa tối nay à? Cô muốn nấu canh. Vâng. Rau. Rau su hào các bạn. Mọi người đang chiêu bảo là ẩm thực Tây Bắc nhưng mà nấu cơm không biết nấu. Đây có những chùm rượu xem, mình sẽ vào trong nhà xem có cái gì nhá. À. Đây các bạn, dưa chua. Ăn đây với canh cà lăng nè. Sao cà lăng? Hả? Dưa chua này để xào lòng bò các bạn. Nhiều lắm. Cái này thì đặt thôi. Cho vào những cái túi. Cô dâu ấy đâu? À không phải. Cô dâu hôm nọ mình. Cô dâu hôm nọ, cô dâu tháng trước rồi. Ừ, cô dâu tháng trước. Dâu cũ rồi. Thành dâu cũ. Thành dâu cũ rồi. Dâu cũ về. Chuẩn bị sắm. Cái này chanh hay quýt đây? Chanh. Ô chanh à? Chanh to như quýt. Chanh này nộm các bạn. Cái này quả chanh chua đấy, con ăn được đâu con bắt đó nha. Chọn quả bé ra để làm nước chấm, quả to để nộm. Ôi trời. Để nước chấm và nộm các bạn. Thịt bò mình đoán là sẽ là nướng tái hoặc là một phần sẽ nướng tái, còn một phần sẽ xào lăn. 12 con mà. Đây các bạn, ở trên nhà sẽ chia làm 3 nơi để mà nấu cơm các bạn nhé. Đây là bên nhà chú Khoa đây. Là chú mình, không biết mọi người đang dã cái gì đây. Bác Cường, bà B. Dạ. Hay làm bà B. Làm cơm cắm đấy. Cái này thì sẽ làm cơm cắm. Cơm màu các bạn. Khẩu cắm các bạn, tiếng Tây gọi là khẩu cắm. Xôi màu các bạn, cái xôi màu này sẽ là màu xanh. Làm từ lá và do của lá chuối tiêu. Lá chuối tiêu. Con tưởng là của dơm, không phải à? Không phải dơm. Dơm tiêu ngon. Lá khô ấy à? Lá khô mang về đốt, lấy dầm dưới do. Đang cái bì chanh à? Đấy, đang thử kìa. Bác đang thử cho màu xanh các bạn. Đây có màu xanh như này nhá. Màu xanh thế này này. Đây. Lọc lấy nước. Còn là bằng tự nhiên thôi, sẽ lọc lấy nước. Còn đây. Bây giờ là thử xem tỷ lệ nó màu xanh như nào ấy. Nó xanh thế nào đây. Dạ vâng. Cái này thì sẽ tí nữa lọc lấy nước và ngâm qua đêm. Cỗ trưa chiều ngày mai mà các bạn. Ngâm đến trưa ngày mai thì bắt đầu mới đổ sôi. Thì sôi nó mới dẻo được. Đó, các bạn có nghe thêm tiếng băm cọc cọc bên kia không? Bên kia là mọi người đang chế biến, đàn ông nam giới đang chế biến những con bò, con lợn đó. Cái gì con? Bà bên hôm nay tốt thao nhỉ? Làm cơm cảm chặt tốt thao à? Làm khổ cắm khổ đen đấy, để cho cháu gái đi lấy chồng. Phải vất vả như thế này. Được cái là ở trong quê mình ấy cứ có cỗ là mấy anh em mới được có dịp gặp nhau rất là vui vẻ các bạn. Một cái dịp mà đoàn tụ với nhau. Đó. Này.
bác Cường bác gái thì đang trộn cái cho đây, với cái này phải chuẩn bị công cụ làm tổ cắm chuẩn bị hôm nay rồi. Trước tiên là sẽ đốt. Ôi con tưởng là ấy chứ không cho vào luộc à? Không, lá đỏ luộc là màu đỏ nó tránh. Nồi luộc nó khác. Nồi luộc là màu đỏ. Cũng là một cái lá này không luộc nó sẽ thành màu đỏ đúng không ạ? Có loại lá đỏ các bạn, đây là lá xanh. Đây lá xanh. Lá xanh thì sẽ làm tươi như này các bạn nhé. Tươi và giã với cho của lá chuối tiêu khô và lọc lấy nước. Còn lá đỏ thì muốn cơm đỏ thì sẽ là cái lá luộc lên. Lá đỏ đang đun một nồi ở trong ấy. Đun lên và lọc lấy nước. Wow, hai cách khác nhau. Toàn những thứ tự nhiên thôi. Mình sẽ vào trong nhà, mình nghe thấy tiếng lá đỏ trong kia rồi. Quay khẩu, quay. Đâu ạ? Lá đỏ trong này đâu ạ? Nồi đang đun đây. Đâu chị cho em xem nào. Đây. Ê. Đây, lá cơm đỏ đây. Đó là cơm đỏ các bạn. Nó bắt đầu chuyển thành màu đỏ rồi. Mình mọi người có thấy hồng hồng không? Hơi tối nhỉ? Để mình cho thêm ánh sáng. Cho lá con vén hoặc là cho lá sấu. À cho lá chua vào nó sẽ đỏ tươi hơn ạ? Đúng rồi, mình cho ít lá chua hoặc đấy. Cho lá sấu hoặc là cho lá con vén được. Vâng, đây nó cho màu đỏ quá. Cho lá sấu thì nó đẹp. Cái nó sôi lên tí nó đỏ tươi luôn đấy. Sẽ cho một chút chua vào nhé, hoặc là có thể là vắt chanh vào thì nó sẽ có màu đỏ tươi hơn. Sôi lên rồi. Ở sau nhà đang làm gì á chị? Sau nhà không có cái gì cả. À vâng, rồi. Mình, mọi người ở đây rồi. Mình sẽ sang bên kia các bạn nhé. Trời thì hôm nay may mắn là không lạnh nữa rồi. Nắng. Cái làm này đến hết tay các bạn nhưng mà cái này tầm 5 đứa con gái đi lấy chồng mà. Mấy em. Đó. Bà bác chắc tóc bạc hết rồi. Thế con nhà mình lấy vợ nhá. Hả? Con lấy vợ đưa mấy đứa lấy chồng nữa phả ơi. Bà bê vlog này. Chắc tóc bạc hết rồi. Chắc thở không nổi hết rồi. Mẹ em này, bằng này thì làm được bao nhiêu xôi á? Làm mà hai tạ dưới xôi. Xôi nếp á? Xôi nếp. Hai tạ dưới. Hai tạ dưới xôi, 250 bông. đám cưới nhà gái 250 bông các bạn. Con gái út đây. Gái út đây. Đợt này nhà chuẩn chắc là hết rồi nhỉ? Hết rồi. Đuôi lợn 5 cân. Thật, mỗi lần đám cưới phát là một đôi bò. Đôi lần. Hai tạ rưỡi nếp các bạn. Một tạ tẻ. Rượu nữa các bạn. Những cái nếp với lại là gà thì nếu mà mọi người rượu 500 lít. 500 lít ạ? Rượu gà miếng kiểm á. Nhà mình thì nhà mình góp bao nhiêu mày nhỉ? Nhà mình góp một sách rượu. 20 lít các bạn. Con gà. 20 cân gạo. 30 cân gạo. Anh em nhà thì sẽ góp như thế các bạn nhé. Góp gạo, góp gà, góp rượu. Góp con gà tạm biệt mấy bà, mấy cô, mấy mẹ. Mình sang bên kia các bạn. Trời nắng quá. Trời đang nắng. Hôm nay ấm. Đằng này. Mổ gà, mổ bò các bạn. Bò thì mổ xong rồi, rồi cái cảnh giết mổ mình không quay được. Những cái món chính ấy thì thường thường là đàn ông nam giới làm thôi. Ở trên mình ấy, mình vừa rồi bị hộ bởi hết tay, bây giờ mới có thời gian mà cầm máy cái hình cơ. Đằng này, bữa ngày hôm nay. Đây, ở dưới sàn. Cái sàn này các bạn xem thì có thấy quen thuộc không? Đúng rồi là... hai con bò. Và đằng này thì sẽ là những cái bếp để nấu cơm cho tối ngày hôm nay nhá, cho các đầu bếp. Đây đang nướng thịt. Đây.
cô gái này đâu ra ấy? Cô giáo chủ nhiệm mình có 3 năm các bạn. Nhưng mà là em dâu của mình. Không biết xưng hô kiểu gì đây. Nhà mình toàn gọi bằng cô thôi. Hai cái nồi gì đây hả cô? Wow, nồi luộc lòng các bạn. Lòng lợn đó. Và đây là mỡ, rán mỡ. Để mai sẽ xào với thịt bò. Lấy mỡ lợn này xào thịt bò sẽ ngon hơn. Rất là nhiều luôn. Cái gì đây ạ? Món ẩm thực Tây Bắc. Món đây là món áp chảo. Thịt lợn áp chảo. Thịt lợn áp chảo. Nhiều mỡ đấy. Áp nhiều nó dạo. Cái phần thịt bò sẽ lọc xương ra các bạn nhé. Xương là treo đây để ngày mai chế biến. Đây này, mọi người đang lọc xương đây. Cái cảnh này nó hơi máu máu. Đó. Lọc hết xương ra và treo lên đây. Mình lấy thịt bò. Bây giờ mình mới để ý có chú mơ bố ăn mai các bạn xem kênh thì nhé. Tay giao thớt đấy, có đồ đấy. Đây tối nhỉ, trong này tối các bạn. Ăn đây phiếu quay hành lang nè. À khoái. Bữa lên mới cắt luôn. Bữa lên mới cắt luôn. Cắt lòng quan nè. Phiếu nhóm áo lông hoa sơ rồi. Cái để treo đấy cho nó ráo nước các bạn. Với lại là để cho nó khô ấy. Để mai sáng mai sẽ bắt đầu thái nhé. Đó, để mình thịt bò. Mình đi ra riêng mình đi. Thôi. Dạ. Chào. 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 Ch
gì hả con Hưng? Không khí dưới bếp nè các bạn, ầm ầm luôn. Mọi người thì rất là đông, tầm 40-50 người mất. Đằng này nữa đây, dưới nhà nhá, đằng bên này nữa, rất là nhiều đấy. Mọi người thì lượt áp chảo các bạn. Ở trên mình thì áp chảo xong sẽ thái ra và trộn với hạt dổi mắc khén các bạn nhé. Tức là cái hạt dổi nó rất là thơm luôn. Một số nơi thì họ sẽ trộn với hạt tiêu, nhưng mà trên mình thì cái gia vị chính là hạt dổi thôi. Bắt đầu xế chiều rồi các bạn. Mọi người được phân nhiệm vụ hết. Một số người thì sẽ bay cái thịt bò ra, một phần thì sẽ nấu bữa tối ngày hôm nay nhé. Thì lợn đen này sẽ xào. Và đây là nhân tiết canh bò các bạn. Nhân tiết bò. Xong rồi chú. Xong, chả nào thì về làm cái nhà đi. Xong rồi các bạn, con bò trên kia xong rồi. Đằng này thì đây, các cô đang làm gì đây? Giềng. Đang rửa giềng và gừng. Khinh nghe lang nè. Để xào với thịt đâu thì có. Gừng xào thịt bò. Con riêng này thì mình đoán là cho vào thịt nướng. Riêng mẻ các bạn. Sẽ phải sử dụng rất là nhiều nhá. Cái món thịt nướng riêng mẻ thì ở trên mình gần như là cỗ nào cũng có các bạn. Giống như thịt gà, xôi, thịt nướng. Không thiếu được. Và là canh măng nữa. Có thể là canh măng tươi hoặc canh măng khô các bạn nhá. Là những món không thể thiếu trên mình rồi. Đúng rồi, tiếng Tây là măng mải miểu và măng mải lạp các bạn.